Vào ngày 7 tháng 5 năm 1992, Tổng thống đầu tiên của Nga, ông Boris Yeltsin đã ban hành sắc lệnh hành pháp thành lập lực lượng vũ trang Nga và tự nắm quyền kiểm soát với tư cách là chỉ huy tối cao. Ngày nay, lực lượng vũ trang Nga được xếp hạng trong top 3 cường quốc quân sự hàng đầu thế giới. Trong cuộc xung đột ở Ukraine, Nga đã chứng tỏ rằng họ có thể đối phó với một cuộc chiến ủy nhiệm với sức mạnh kinh tế và quân sự kết hợp của NATO ở Ukraine. Các lực lượng vũ trang Nga bao gồm 5 nhánh chính: lục quân, lực lượng hàng không vũ trụ, hải quân, lực lượng đổ bộ, đường không và lực lượng tên lửa chiến lược. Nga đang trong quá trình mở rộng quy mô lực lượng vũ trang liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine. Vào tháng 12 năm 2022, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu tuyên bố quân đội cần mở rộng từ khoảng 1 triệu quân lên 1,5 triệu. Ngày 2 tháng 5, ông Shoigu đã đưa ra một bản cập nhật về tình trạng hiện tại của chương trình tái vũ trang quốc gia, tiết lộ rằng quân đội đang mua gần gấp 3 số lượng vũ khí của một số loại so với năm 2002 và gấp 7 lần những loại có nhu cầu đặc biệt cao. Bộ trưởng Shoigu nhấn mạnh rằng khả năng của lực lượng vũ trang Nga phụ thuộc vào việc bổ sung vũ khí kịp thời, nghĩa là tổ hợp công nghiệp quân sự phải theo kịp với sự gia tăng nhu cầu. Lục quân Nga cho đến nay là nhánh lớn nhất, chiếm khoảng 550.000 quân vào năm 2022. Lực lượng này bao gồm 8 sư đoàn súng trường cơ giới, 3 sư đoàn xe tăng, 1 sư đoàn súng máy, pháo binh và khoảng 100 lữ đoàn từ các đơn vị súng trường cơ giới và xe tăng đến pháo binh, pháo phản lực, điều khiển và thông tin liên lạc, tác chiến điện tử, phòng không, đơn vị công binh, quân cảnh và các đơn vị phòng thủ bức xạ, hóa học và sinh học. Binh sĩ được chia thành các tập đoàn quân đóng ở các quân khu phía Tây, Nam, Trung tâm và Đông. Lực lượng hàng không vũ trụ Nga, đúng như tên gọi, là nhánh quân sự chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh cho không phận rộng lớn của Nga từ Bắc Cực đến Biển Đen và Biển Caspi và từ Biển Baltic đến Thái Bình Dương. Quy mô của lực lượng là khoảng 165.000 quân vào năm 2020, được chia thành lực lượng không quân, lực lượng phòng thủ tên lửa và phòng không và lực lượng vũ trụ. Hải quân Nga bao gồm khoảng 150.000 quân nhân, được chia thành các hạm đội Baltic, phương Bắc, Biển Đen và Thái Bình Dương, cùng với hạm đội Caspi, bộ binh hải quân và hàng không hải quân. Đặt trụ sở chính tại Saint Petersburg, hải quân Nga lớn thứ 3 trên thế giới sau Mỹ và Trung Quốc. Lực lượng đổ bộ đường không Nga và lực lượng tên lửa chiến lược là những binh chủng đặc biệt. Cùng với lực lượng tác chiến đặc biệt, lực lượng đổ bộ đường không được coi là một trong những đơn vị tinh nhuệ nhất của quân đội Nga. Lực lượng tên lửa chiến lược mang gánh nặng lớn nhất trên vai và chịu trách nhiệm phóng vũ khí hạt nhân của quốc gia trong trường hợp bị kẻ thù tấn công hạt nhân hoặc tấn công bằng vũ khí thông thường nghiêm trọng đến mức đe dọa sự tồn vong của nhà nước. Có khoảng 50.000 nhân lực phục vụ trong lực lượng tên lửa chiến lược. Nga là một trong 5 quốc gia trên thế giới có bộ 3 hạt nhân, nghĩa là khả năng phóng hạt nhân từ mặt đất, hầm chứa hoặc các đơn vị cơ động, từ tàu ngầm hoặc từ máy bay. Tổng thống Nga là tổng tư lệnh tối cao của lực lượng vũ trang Nga, được ủy quyền theo hiến pháp.